Xin chào quý vị các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của bọn mình. Năm mới Tết đến, mình xin chúc các bạn năm mới vạn sự như ý. Tết đến rồi thì ai cũng chuẩn bị cho công việc, nhà cửa, cũng chuẩn bị vừa qua ăn Tết. Không riêng gì các bạn, mình cũng vậy, cũng phải vừa qua ăn Tết sau một khoảng thời gian dài làm việc ở trên thành phố. Và khi về thì không có ai ở trên này để chăm sóc cho cái đàn cá của mình. Cho nên mình đã đầu tư một chiếc máy cho cá ăn tự động. Cái máy này giúp mình rất là nhiều trong việc chăm sóc đàn cá lúc mà mình đi làm cũng như là đi chơi xa hay là đi về quê, thì nó giúp cho mình là đỡ phải tốn công là chăm sóc và cũng không cần phải nhờ ai đó là sang nhà để cho lũ cá nó ăn. Thì mình mua cái máy này cũng được 2 năm rồi đó các bạn, và máy vẫn đang hoạt động rất là tốt. Thì để sử dụng được cái máy này thì các bạn cần phải đầu tư cho mình một cái hệ thống lọc ok nhé các bạn. Thôi bây giờ mình sẽ review cho các bạn về cái máy cho cá ăn tự động này. Thì cái máy này gồm có là cái hộp đựng thức ăn. Thì nó đơn giản, cấu tạo đơn giản như vậy thôi. Nó có một cái ngăn chứa và mình bỏ nắp ra, mình bỏ thức ăn vào trong này. Thì khi máy nó hoạt động thì nó sẽ xay cái hộp, và khi xay thì cái nắp này nó sẽ mở ra và nó sẽ đổ thức ăn ra bên ngoài. Cái chất hoạt động nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Và ở đây mình sẽ có một cái nút gạt. Thì cái nút gạt này nó giúp cho chúng ta là cái tăng hoặc giảm cái lượng thức ăn đổ ra. Và nếu các bạn nuôi những cái con cá nhỏ thôi thì cái này mình chỉ gạt một nấc đầu tiên thôi là nó đủ rồi. Còn thí dụ như các bạn nuôi cá vàng thì nó lượng thức ăn nó cần rất là lớn, cho nên mình có thể gạt đến mức 2. Và cái này nó còn phải phụ thuộc vào cái viên thức ăn của các bạn nữa các bạn nhé. Ví dụ như các bạn sử dụng là viên thức ăn to mà các bạn lại gạt vào cái mức 1 thì nó không có xuống được. Còn thức ăn mà nhỏ các bạn lại gạt mức 2 thì nó đổ xuống rất là nhiều. Rồi, thì cái máy thì có cấu tạo thì gồm các nút bấm thôi. Ở đây là nút cho cá ăn thủ công, nút mod, nút chỉnh và nút set. Thì máy sử dụng là hai viên pin 2A. Mình gỡ ra nhé. Đây, bên trong của nó đây. Nó chỉ có một cái motor thôi các bạn. Rồi thì mình đã chuẩn bị sẵn hai viên pin 2A rồi. Rồi sau đó mình lắp lại ha. Đây là cái đồng hồ hiển thị. Ở đây thì khi mà tháo pin ra thì nó không có lưu thời gian. Mình phải chỉnh là cái thời gian mà các bạn nhé. Để chỉnh thời gian thì các bạn nhấn nút set. Bây giờ là 11 giờ 10 rồi. Mình chỉnh là 11 giờ 10. Nhấn cái nút adjust. Rồi nhấn nút mo để mình chuyển sang cơ thứ hai. Rồi cũng nhấn như vậy luôn, reset. Rồi sau đó nhấn set là mình đã chỉnh được cái thời gian. Thì cái đồng hồ này nó sẽ chạy xuyên suốt cho đến khi nào hết pin thì nó dừng lại, rồi mình thay pin mới là phải tiếp tục chỉnh thời gian nữa. Thì máy nó sẽ có cái nút đầu tiên là cái nút cho cá ăn, mình bấm thì nó sẽ xay cái đúng này. Rồi để cài đặt cái thời gian cho cá ăn từng ngày thì ở đây các bạn có thể nhấn nút Spot. Thì ở đây nó sẽ có cho mình là cái số 1. Xa quá, mình để gần cho các bạn xem. Đấy, các bạn thấy số 1 không? Rồi, số 1. Rồi các bạn nhấn quét một cái. Thì cái này là chỉnh cái thời gian. Ví dụ như là ở đây là cái số 1 là cái lần ăn, ở đây là lần ăn đầu tiên,
và mình chỉnh cái thời gian, ví dụ như là 1 giờ cho ăn. Rồi mình bấm mod lần nữa. Rồi ở đây thì nó có cái số 1, ở đây thì mình chỉnh là một cái mũi tên, đây nó có mũi tên hướng xuống nè các bạn. Đây. Mũi tên xuống là nó sẽ đổ một lần. Rồi nhấn thêm một lần nữa là nó sẽ đổ hai lần, tức là nó xoay hai cái vòng quay này liên tiếp. Cả hai lần. Rồi sau đó nhấn set là mình đã cài đặt cái lần cho ăn đầu tiên. Rồi cái này nó cho ăn theo mỗi ngày nhé các bạn. Rồi cái mình muốn cho ăn thì lần thứ hai, thời gian thứ hai, ví dụ như một ngày mình cho ăn hai lần hoặc là ba lần hoặc là bốn lần thì mình lại tiếp tục nhấn mod nữa. Thì ở đây mình sẽ có ngày số 2, rồi mình cũng nhấn set để mình cài đặt số 3, số 4, tức là cái máy này nó cho mình ăn được là 4 lần, cho ta ăn được 4 lần trên một ngày. Thì nó cứ chạy như vậy cho đến khi nào hết pin thì thôi. Hiện tại là cái máy của mình nó đang có chữ LO, hơi mờ quá mình không thấy được. LO ở đây là báo là pin sắp hết rồi, do mình đang sử dụng là pin cũ, sử dụng khá là lâu rồi các bạn. Pin ở đây thì mình dùng ở đây là khoảng được gần 4 tháng thì mình mất thay pin một lần, nên nó khá là tiết kiệm cho mình cũng như là tiết kiệm cái thời gian cho mình luôn. Đến đúng giờ thì nó tự động nó xay. Thì ở đây là để hoặc để đổ thức ăn vào thì mình chỉ cần là đơn giản lấy cây thức ăn đổ vào thôi. Quang đổ đầy. Rồi. Rồi sau đó mình chỉ cần là gắn vào thôi. Rồi mình canh ngay cái nó có cái khớp ở đây nha các bạn. Để mang vào được. Rồi. Như vậy là nó dính vô rồi đó. Thì các bạn là ở đây nó còn có cái chân đế ở đây để mình có thể kẹp vào cái thành của cái hồ cá của mình. Rồi cứ kẹp vào. Rồi nó dính ở trên cái thành hồ cá luôn. Rồi sau đó các bạn gắn vào trong cái chân đế này, nó dính, nó giữ luôn cái máy của mình là ở viên vị trí này ở đây luôn. Rồi ở đây thì mình tiến hành là mình chỉnh thử, thì các bạn có thể hứng đây rồi nó sẽ quay qua. Các bạn thấy có một tí thức ăn đổ xuống. Giờ là cái này mình chỉnh ít quá, thì muốn chỉnh cao hơn thì các bạn cứ gạt thêm một lát nữa. Rồi giờ thử lại nhé. Đó, các bạn thấy không, đang đổ ra đó. Cứ đúng giờ là nó tự động nó cho cái ăn, mình hỏi cần làm gì hết. Tuy nhiên là các bạn lưu ý giúp mình là cho can nhiều đồng nghĩa phải thay nước thường xuyên, hoặc là phải có một cái bộ lọc tốt. Nếu bộ lọc của mình không tốt thì nó sẽ làm nước mau dơ và cá có thể bị nhiễm bệnh. Các bạn lưu ý giúp mình. Rồi bây giờ video clip của mình đã kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Nếu thấy hay các bạn đừng quên like và subscribe kênh của mình các bạn nhé. Xin chào và tạm biệt các bạn.